Diễm My bây giờ không còn tin vào nơi nào, kể cả mẹ ruột của mình. Chị coi thử đi, ở trong tờ đơn tố cáo của con chị, trong đó có những câu nói cái cửa bị phá, cái cửa nhà tắm bị phá và cái cửa phòng ngủ chỉ khóa được bên ngoài và không khóa được ở như bên trong. Điều đó có hay không? Nếu mà chị thấy có là chị phải xác nhận cái lá đơn này có vấn đề, đúng hay sai. Rồi cái vụ việc mà chồng chị đánh con chị là người nói là sát sao bên con chị thì chị phải biết những cái vết bầm trên người con chị chứ. Nếu mà có cái điều này, chắc chắn rằng chồng chị phải có hành vi xúc phạm tới thân thể của con gái mình rồi. Tại vì bây giờ những cái gì nó đã phơi bày trên cái tờ đơn tố cáo và những cái gì con chị lên mạng nói là chị cũng đều nghe hết, đâu phải là không nghe đâu. Nhưng mà trước tới bây giờ, chị chưa bao giờ chị đi tìm con chị ráo riết. Bây giờ đây chị thấy con chị làm đơn lên những cái nơi cao nhất rồi, những cái nơi đó họ đã phản hồi lại. Bây giờ chị lo không phải là chị lo cho con chị đâu, mà chị lo cho chồng chị. Chị sợ chồng chị là phải vào trong khám, phải ngồi đếm lịch. Chứ đâu phải chị lo cho con chị đâu. Nếu mà chị lo cho con chị á, bây giờ chính chị là cái người cùng đứng đồng đơn ký tên với con chị để mà thưa chính người chồng của chị. Nên là trong cái vụ việc này á, đứng về phương diện người mẹ thì tất cả mọi người đều thông cảm cho chị. Bởi vì sao? Một gia đình như vậy đúng thật mình không mong muốn. Nhưng mà mình chẳng may là mình lấy chồng, mình không may mình lấy phải người chồng thú tính. Thì bây giờ chị phải nghĩ đứa con mình đang mang nặng đẻ đau thì mình phải bênh ai? Mà mình đứng về phía bên ai? Không phải là bênh cái lẽ sai trái nhà chị, mà chị bênh đây là chị bênh vào lẽ phải. Chị phải nghe vào cái tiếng gọi của con tim của chị đang đau khổ, đang bị một người cha, chính người cha ruột của mình hành hạ cho thân xác của mình. Mà chị hơn nữa là chị phải xác định rằng ô, người chồng của mình mà dám lấy thân thể của con mình để chà đạp loạn luân như vậy thì không thể nào mình có thể ở ăn ở với người chồng này được nữa. Không phải tôi nói đây là để chia rẽ gia đình của chị, nhưng chị phải biết phân tích điều nào phải trái. Nếu như bây giờ chị ở gần con chị tìm hiểu rõ ràng mà con chị làm cái tờ đơn này hoàn toàn sai sự thật thì chị phải lôi kéo con chị về để cho gia đình chị được hạnh phúc. Cũng một thể đi tìm con, một thể hy sinh, thì chị phải hy sinh để chị tìm cho rõ ngọn ngành như thế nào. Bởi vì bây giờ đó, người ta nhìn vào cái hành động của chị và người ta nhìn thấy đứa con của chị cứ... Tất cả mọi người trên cộng đồng mạng đều thấy Diễm My rất là tội nghiệp và thấy rằng là bây giờ đó, khi mà Diễm My làm đơn lên tới nơi các cơ quan chức năng rồi thì chị mới lên cái video clip để nói lời xin lỗi với con mình. Nhưng mà chị nói không phải là nói bằng cái tâm của chị, mà chị đọc trên một tờ giấy của một ai đó viết sẵn cho chị. Chị đọc với một cái sự cuối cùng đó, khi chị nói tới lúc mà chị bị bệnh thì chị xúc động, bởi vì ồ, mình bây giờ mình đau ốm như vậy, nhưng mà đau ốm vì lý do gì? Lý do là chị lo là chồng chị với con chị có cái gì hay không, rồi chị lo là không biết là chồng mình là người như thế nào. Chị vòng quanh cái đầu của chị ấy, theo như mình nghĩ là chị chỉ quan tâm tới người chồng thôi. Và tới bây giờ chị chỉ sợ là ô, không biết là chồng mình tới ngày nào bị cơ quan pháp luật đó đến nhà đọc lệnh để mà đưa chồng mình đi. Nên là chị mới cảm nhận là chị đau khổ, chị buồn bã. Chứ còn đúng với đối với con chị ấy, nếu mà chị như người ta, chị là người có tiền mà. Ở Việt Nam đó, chị chỉ cần có tiền chị làm gì cũng được. Con của chị ở đâu chị tìm cũng ra đó, nếu mà bằng cái tâm chị yêu thương con chị thật sự. Còn cái vấn đề mà chị nói là chị nhìn thấy Diễm My đi đến để mà mượn tiền của người này người kia, hoặc là xin tiền người này người kia đó, chị rất là đau lòng. Nếu như chị thật sự con thương con chị đó, chị bằng cách chị gửi hết người này tới người kia, đem tiền tới những cái chỗ mà con chị đến mượn tiền đó, chị trả lại cho người ta mà còn phải hậu tạ thêm, bởi vì là người ta đã giúp đỡ cho con mình nữa. Còn đằng này chị biết nhưng mà chị vẫn làm ngơ. Chị biết chị vẫn là ôi, chị mẹ rất là đau lòng. Mẹ rất là đau lòng khi mà mẹ thấy con đi mượn tiền, đúng không các bạn? Thí dụ như bây giờ Kim mà thấy con Kim đi mượn tiền ở đâu đi, đúng không?
thì Kim cũng đến đó Kim trả tiền cho người ta và Kim còn hậu tạ thêm cho cái người đó nữa. Bởi vì thứ nhất là con của mình á, sống qua ngày cũng bởi vì những đồng tiền người ta giúp đỡ đó. Nếu như không có những đồng tiền đó thì con mình đã chết toi từ lâu rồi. Nhưng mà chị bây giờ chị lên chị còn nói là ồ chị rất là buồn và chị rất là đau khổ khi thấy con mình như vậy. Mẹ rất là muốn con quay về để mẹ chăm sóc. Khi quay về thì sao? Thì chồng chị sẽ nhốt ở trên cái tầng lầu 3. Rồi hành hạ con chị, cho chị con chị uống thuốc gì mà cháu nói là cho uống xong cho rất là mệt. Thế thì chị thương con chị chỗ nào? Đúng ra là chị có tiền chị sẽ có thể xây dựng cho con chị một nơi ở rất là an toàn. Và chị lo riêng cho con chị bằng một cách riêng của một người mẹ. Chứ không phải bây giờ đây chị ngồi chị lên video clip của người này chị nhờ người này nói, không cần nhờ ai chứ, nó chính bản thân mình đi tìm con mình nè, bỏ tiền ra đi tìm nè. Mẹ của Diễm My đọc tờ giấy lúc nào cũng kèm theo ba mẹ. Ba mẹ lúc nào cũng nhớ con và mong con quay về nhà. Thế thì bây giờ nếu chồng của chị là một người trong sạch, không hề có hành vi loạn luân với con gái của mình, thì ít nhất anh phải dùng tất cả cái tình yêu thương của mình để đưa chị đi tìm con chị về mới đúng. Đằng này á, chị với anh mới vừa nghe tờ đơn tố cáo của con gái là đã ra từ con nha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho tới giờ này á, tới ngày hôm nay mới thấy chị lên để mà chị khóc lóc và chị nhờ cộng đồng mạng cũng như là nhờ mọi người, cũng như là chị gửi riêng cho con gái của chị, kêu gọi con gái chị quay về. Bây giờ chồng của chị chứng minh rằng anh vô tội, và anh chứng minh rằng con gái của anh là người mang bệnh để nói bậy cho anh và đổ lỗi cho anh là một người loạn luân. Thì anh phải hy sinh chứ, mình là người cha mà, mình là người vô tội, mình không có một cái gì hết trơn á. Qua một thời gian suy nghĩ, biết con mình như vậy rồi, thì đúng ra anh phải là người bỏ tiền ra để cho chị xả thân đi kiếm con hết ngóc này tới ngách kia. Cái đó mới là đúng là một người cha. Mà thật sự là anh vô tội, anh không có cần biết là con mình đã làm gì và con mình nói gì với mình. Và chính ở trong cái tờ giấy mà chị đọc á, chị cũng nói là ba mẹ sẽ tha thứ hết cho con mà. Bởi vì là cái sự nông nỗi của tuổi trẻ, bởi vì là bây giờ ba mẹ không hiểu được là cái nhịp sống của những đứa trẻ bây giờ sống như thế nào, ba mẹ không thể theo kịp. Chính vì thế mà ba mẹ đã làm cho con và gò bó con để cho con phải sống kiểu là cái cảnh gò ép của gia đình. Bây giờ nếu mà chồng chị chứng minh rằng là anh không có cái gì hết, thì đương nhiên một cái người mà không hề có tội lỗi, không có làm gì hết, thì đương nhiên mình phải xả thân đi tìm con mình đã đành rồi. Nếu như bây giờ con mình nó không ưa mình, nó chỉ biết mẹ đó thôi, thì bây giờ anh phải bỏ tiền và lo cho con mình một cách riêng bằng cách là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ ô thôi bây giờ con mình nó đang bị cái tư tưởng của nó bị như vậy, thì bây giờ mình mướn cho nó một cái chỗ ở riêng đi, dùng người mẹ đứng ra để mướn chỗ cho con mình ở và dùng tất cả tiền bạc để lo cho con mình. Nếu như thật sự con mình có bệnh thì phải chữa bệnh cho nó mới là đúng. Đằng này á, chị á, ở nhà nè, rồi á, chị suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, chị buồn vì sao? Buồn vì chồng chị có một cái cuộc sống không có lành mạnh. Chị buồn vì tại sao mình có một người chồng như vậy, mình không buông bỏ được. Chị buồn là buồn vì chồng chị chứ chẳng phải chị buồn vì con chị mà chị ốm đau chị xuống ký đâu. Thật sự chị buồn vì những việc làm sai trái của chồng chị sắp sửa bị đưa ra ánh sáng. Và chị buồn và chị lo sợ rằng không biết chồng chị phải đi tù bao nhiêu năm, chứ chẳng phải chị buồn vì con gái của chị đâu. Thôi thì cuộc sống mà, những cái việc làm của chồng chị thật sự là đúng là không ai mong muốn, và kể cả bản thân chị càng không mong muốn nữa. Mà các người bị hại, người đau khổ nhất bây giờ là con gái của chị. Thế thì bây giờ đó, chị hãy bình tĩnh và chị chờ cho cơ quan pháp luật họ xét xử như thế nào, vụ việc của chồng chị ra sao, những việc làm sai trái của chồng chị đã có hành vi loạn luân với chính con gái ruột của mình. Thà rằng chị đau một lần để chị biết xem pháp luật họ xét xử ra sao, thì chị lúc đó chị mới suy nghĩ rằng ồ, mình nên ở với người chồng này
có đúng hay không, và mình nên dứt điểm với người chồng này có đúng hay không, và người chồng này có phải là cái người mà đã từng loạn luân với con gái của mình hay không. Những cái việc làm đó nó sẽ phơi bày ra ánh sáng. Thà là một lần như vậy, chị biết chắc là người chồng mình tốt hay là người chồng mình xấu, lúc đó hạnh phúc nó mới thật sự đến với chị. Còn bây giờ chị sống trong mơ màng, chị sống trong cái một cái gia đình chăn êm đẻ ấm với người chồng, nhưng mà chị không biết cái người đó có phải là người tốt hay là người xấu. Nếu như người chồng của mình quan hệ với một cô gái khác ở ngoài đường còn dễ tha thứ được, còn nếu mà quan hệ với chính con gái ruột của mình thì không thể nào có thể tha thứ được. Chính vì thế nên chị nên bình tĩnh. Bây giờ cái nước này không cách nào mà làm cái gì được hết á. Ngay lúc đầu có muốn hòa giải thì hòa giải ngay từ lúc đầu. Vụ việc này sẽ chìm đắm trong dĩ vãng mãi mãi cho tới khi con gái chị, nghĩa là mãn đời luôn, vẫn được chìm sâu trong đáy lòng của con gái của chị. Nhưng mà cái sự việc này đã dồn nén cho tới lúc mà con chị phải đưa đơn ra pháp luật, thì bây giờ đó, hơn bao giờ hết chị nên bình tĩnh chờ đợi. Bởi vì á, mọi người rất là mong muốn cho chị có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con gái xinh đẹp ở trong nhà như một bông hoa nở đi tới đi lui vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp này nó xảy ra ngoài ý muốn, vì chính con gái của chị đã đệ đơn lên và nói những cái lời nói rất là, phải nói là tha thiết để kêu gào tất cả mọi người đứng lên để giúp đỡ cho cô trong cái vấn đề cô làm đơn để thưa cha ruột của mình có hành vi loạn luân. Chị phải chờ đợi thôi. Thà rằng chị chờ đợi, chị biết sự thật, lúc đó chị dễ tính cho cuộc đời của mình. Và hơn nữa, hạnh phúc thật sự nếu mà chồng chị không phải là người như vậy thì hạnh phúc rất là trọn vẹn đến với chị. Rất mong chị giữ gìn sức khỏe để sau này còn lo cho hai đứa con, đứa con trai và đứa con gái. Rất mong rằng chị sáng suốt hơn nữa và bình tĩnh. Thôi thì Kim xin dừng lại video tại đây. Xin mến chúc với ông bà và anh chị em một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.